Lực lượng Hezbollah ở Liban thông báo đã nã loạt tên lửa vào miền Bắc Israel ngày 1 tháng 8 để đáp trả một cuộc tấn công dữ dội của Israel vào miền Nam Liban. Đây cũng là cuộc tấn công đầu tiên của Hezbollah sau khi Israel tuyên bố hạ sát một chỉ huy cấp cao của lực lượng này đêm 30 tháng 7 bằng một vụ không kích. Quân đội Israel cho biết, ngay sau vụ tấn công, lực lượng không quân nước này đã tấn công bệ phóng của Hezbollah nơi các tên lửa được phóng đi. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Liban cho biết 4 người Syria đã thiệt mạng và 5 công dân Liban bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào ngôi làng Sama ở phía nam Liban. Trong một diễn biến khác cùng ngày, khi được hỏi về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh, người phát ngôn của quân đội Israel Daniel Haggadi không trả lời trực tiếp mà chỉ khẳng định nước này chỉ thực hiện một cuộc không kích duy nhất trong khu vực nhằm tiêu diệt chỉ huy quân sự Fuad Suker của Hezbollah tại một vùng ngoại ô Beirut của Liban vào đêm 30 tháng 7.